Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ một cách chăm sóc hoa lan tại nhà rất đơn giản và dễ. Cây sẽ có được rất nhiều nụ hoa, những bông hoa lâu tàn. Cây phát triển xanh tốt, khỏe mạnh. Những cành hoa sẽ được dài. Hoa sẽ nở đẹp rực rỡ quanh năm. 10 ngày một lần, các bạn hãy cho nước nhiều vào để giúp cho gốc cây giữ ẩm. Và đây cũng là một trong những cách để giúp cho hoa lan phát triển được nhanh hơn. Hãy để trong 10 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Các bạn sử dụng 3 thìa gạo. Có chứa rất nhiều khoáng chất. Cho vào 1 lít nước. Sử dụng 1 thìa bột nghệ. Có tính kháng khuẩn khử trùng. Chứa nhiều vitamin và dưỡng chất, giúp hoa lan phát triển rất nhanh. Cho vào 1 lít nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Khi hoa lan đã trồng lâu mà kém phát triển hoặc không có hoa, các bạn hãy thay chậu cho cây. Và cách làm này để giúp cho rễ mới phát triển được nhanh chóng hơn. Đây là những chiếc rễ đã bị nấm. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc lấy nước này. Và gạo cũng đã mềm ra. Các bạn sẽ cho nước vo gạo vào. Và đây là chất hữu cơ rất tốt cho hoa lan phát triển được nhanh hơn. Sau đó các bạn sẽ phun đều lên các chiếc lá. Hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần cho hoa lan. Nó sẽ không bị nấm và các loại côn trùng như là bọ trị, nhện hoặc riệp sáp. Cây phát triển được rất nhanh và khỏe mạnh. Và nên thực hiện vào buổi sáng sớm. Thì đến chiều, những chiếc lá này sẽ khô lại, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoa lan. Tưới vào chất trồng sẽ giúp cho rễ phát triển được nhanh và những chiếc rễ sẽ không bị nấm. Các bạn sẽ để trong 30 phút. Và nó sẽ giúp cho những cây hoa lan
đang yếu ớt, luôn xanh tốt, rễ phát triển rất nhanh và khỏe mạnh. Sau đó các bạn sử dụng ngay nước này và hãy lau lá. Nó sẽ giúp cho những cây yếu ớt được phục hồi nhanh và được khỏe mạnh hơn. Khi các bạn trồng lại, cây sẽ không bị nấm và không bị thối nhũng. Cho nước này vào đây. Các bạn sẽ để trong 30 phút. Sau đó hãy lấy ra. Và các bạn hãy đặt những cây hoa lan này ở nơi có ánh sáng. Lá sẽ xanh và khỏe mạnh hơn. Và nó sẽ giúp cho hoa lan có những chiếc lá non phát triển rất nhanh, luôn xanh tốt, rễ phát triển rất khỏe mạnh. Và những cành hoa phát triển rất nhanh và dài. Hoa sẽ luôn nở rộ, tươi đẹp, rực rỡ và nhiều hoa hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.